truyền Việt Nam, trọng tài số 1 là ông Bùi Văn Mạnh và trọng tài số 2 đó là ông Nguyễn Thanh Tuấn. Ở trận đấu này thì Hà Tĩnh là những người sẽ thi đấu trong trang phục áo màu vàng, còn Thể Công Tân Cảng sẽ ra sân trong trang phục áo màu xanh. Đội hình ra sân của Hà Tĩnh ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 4 cây truyền Hai Minh Chiến, số 11 chủ công Trần Đức Hạnh đội trưởng, số 19 phụ công Duy Anh, số 18 đối truyền Đinh Văn Phương, số 5 chủ công Sơn Huỳnh Trí, số 16 phụ công Thanh Lãm và libero số 3 Lê Minh Đắc. Huấn luyện viên trưởng của Hà Tĩnh là huấn luyện viên Lê Thanh Hùng. Trong khi đó thì Thể Công Tân Cảng sẽ ra sân trong trang phục áo màu xanh. Và đội hình ra sân của Thể Công Tân Cảng sẽ gồm có các vận động viên: số 13 cây truyền 2 Phan Công Đức, số 10 chủ công Kỳ Tí Tháp, số 11 phụ công Vũ Hoàng, số 5 đối truyền Nguyễn Văn Quốc Duy, số 7 chủ công Văn Nam đội trưởng, số 1 phụ công Mạnh Tài và libero số 3 Cao Đức Hoàng. Huấn luyện viên trưởng của Thể Công Tân Cảng đó là huấn luyện viên Thái Anh Văn. Thể Công Tân Cảng có phần thiệt thòi hơn so với Hà Tĩnh khi họ vừa phải đấu trận bán kết ngày hôm qua với Biên Phòng. Hôm qua thì Thể Công Tân Cảng đã để thua 0-3 trước Biên Phòng. Trong khi đó thì trong ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, Hà Tĩnh cũng để thua trong vánh sau 3 set đấu trước Sanet Khánh Hòa. Chúng ta đang được nhìn thấy những bước chạy vào sân của libero Cao Đức Hoàng, một gương mặt cũ của Hà Tĩnh. Cao Đức Hoàng khoác áo Hà Tĩnh ở mùa giải năm ngoái và anh đã chuyển tới Thể Công Tân Cảng ở mùa giải năm nay, mùa giải 2024. Bóng ngoài. Đó là điểm số cho Thể Công Tân Cảng, một tình huống phát bóng đi ra ngoài của cây truyền hai Minh Chiến. Minh Chiến ở trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay, anh đã được huấn luyện viên Lê Thanh Hùng tung ra sân ngay từ đầu để thay thế cho cây truyền hai số 7 Văn Đức. Kỳ Thị Thát phát bóng. Pha đánh bóng của Văn Nam. Minh Chiến. Và đó là Trần Đức Hạnh nhưng không qua được các tay chắn của Thể Công Tân Cảng. Điểm số cho Thể Công Tân Cảng 2-0. Dù rất nỗ lực cứu bóng nhưng các vận động viên của Hà Tĩnh đã đưa bóng ra khỏi cột anten. Bóng đã ra khỏi khu vực giữa hai cột anten. 2-0 cho Thể Công Tân Cảng. Hôm qua thì Kitty Thát, ngoại binh người Thái Lan, không thể hiện được nhiều ở trận đấu với Biên Phòng. Kitty Thát không có được tình trạng sức khỏe tốt nhất, anh vẫn đang bị đau cơ bụng. Dù vậy thì Hà Tĩnh thậm chí còn có lực lượng mỏng hơn so với Thể Công Tân Cảng khi mà ngoại binh đã đồng hành cùng Hà Tĩnh ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay là Asanafan Chattachon lúc này đã trở về Thái Lan. Asanafan không cùng Hà Tĩnh đồng hành tại Cúp Hùng Vương. Đã có điểm số đầu tiên cho Hà Tĩnh. Tại giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia thì dù là chủ nhà nhưng Hà Tĩnh kết thúc giai đoạn 1, thầy trò huấn luyện viên Lê Thanh Hùng có được 1 trận thắng và thua 4 trận. Họ có được 4 điểm và đứng ở vị trí thứ 8. Một vị trí chưa thể đảm bảo được suất trụ hạng cho Hà Tĩnh. Đó là pha ghi điểm của Nguyễn Văn Quốc Duy, một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vận động viên tấn công xuất sắc nhất của Cúp Hùng Vương năm nay. Hôm qua Quốc Duy là điểm sáng lớn nhất trong đội hình của Thể Công Tân Cảng ở trận đấu với Biên Phòng. Tình huống phát bóng của Vũ Hoàng. Phụ công mang áo số 11 này là người tốt nghiệp ở Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Bóng ngoài. Bóng ngoài và 2-4 cho Hà Tĩnh. Tại giải bóng chuyền khởi động cho giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia, đó là Cúp Hoa Lư Bình Điền diễn ra ở Ninh Bình, thì Thể Công Tân Cảng đã đánh bại Hà Tĩnh trong trận đấu tranh hạng 3 chỉ sau 3 set đấu mà thôi. Thêm một điểm số nữa cho Thể Công Tân Cảng 5-2.
Người phát bóng là Quốc Duy. Quốc Duy là một vận động viên có những quả phát bóng khó. Bóng đi xoáy và rất uy lực. Và đó là một quả phát bóng ăn điểm ngay của Nguyễn Văn Quốc Duy. Người đã phòng thủ hàng sau nhưng không thành công đó là đội trưởng Trần Đức Hạnh. Sáu hai cho Thể Công Tân Cảng. Đinh Văn Phương không qua được tay chắn của Văn Nam. 7-2 cho Thể Công Tân Cảng. Văn Nam hôm qua cũng đã chơi không tồi khi anh đối đầu với Phạm Văn Hiệp. Không ít lần trong trận đấu bán kết Nam của Cúp Hùng Vương ngày hôm qua với biên phòng, Văn Nam đã block thành công những tình huống đánh bóng của cây đối chuyền bên phía biên phòng Phạm Văn Hiệp. 7-2 cho Thể Công Tân Cảng. Và bây giờ đã có điểm số thứ 3 cho Hà Tĩnh. Người ghi điểm là Sơn Huỳnh Trí. Sơn Huỳnh Trí là vận động viên được Hà Tĩnh mượn về từ Ninh Bình. Người phát bóng là Đinh Văn Phương, một đối chuyền trẻ tiềm năng của Hà Tĩnh. Và đánh bóng cực mạnh từ hàng sau của Đinh Văn Phương. Bóng đã đến vị trí của người đồng đội cũ của Văn Phương, libero Cao Đức Hoàng. Không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công của cựu libero Hà Tĩnh. Tỷ số bây giờ là 4-7. Lần này thì Văn Phương phát bóng không qua lưới. Điểm bóng 8-4 cho Thể Công Tân Cảng. Ở mùa giải năm nay thì Thể Công Tân Cảng sử dụng hai libero đó là Cao Đức Hoàng và Quý Chi. Libero kỳ cựu Vũ Văn Cao lúc này đã được cho mượn tới Trà Vinh, đội bóng chủ quản của Nguyễn Văn Quốc Duy, thi đấu tại giải hạng A. Một tình huống đánh hai chuyền của Minh Chiến nhưng bóng đi ra ngoài. 9-4 cho Thể Công Tân Cảng. Theo những chia sẻ từ đại diện nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ thì toàn bộ vé vào sân của ngày hôm nay và ngày mai đều đã được bán hết. Một pha đánh bóng cắm của Sơn Huỳnh Trí. 5-9 cho Hà Tĩnh. Sơn Huỳnh Trí là chủ công trưởng thành từ lò đào tạo của đội Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Duy không qua được tay chắn của Hà Tĩnh. Đó là một tình huống chắn đôi với sự góp mặt của đội trưởng Trần Đức Hạnh. Chúng ta sẽ cùng xem. Người đã chắn bóng đó là Đức Hạnh, nhưng có vẻ như là Quốc Duy cũng đã đánh bóng vào mép trên của lưới và dội trở lại bên phần sân của Thể Công. Phan Công Đức chuyển cho ai? Quốc Duy. Mười sáu cho Thể Công Tân Cảng. Năm ngoái thì tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư, Thể Công Tân Cảng cũng đứng thứ 3 chung cuộc. Và trước đó vào năm 2021 thì họ cũng đứng thứ 3. Và Thể Công đã thắng chính Hà Tĩnh ở trong trận đấu tranh hạng 3 của Cúp Hùng Vương năm 2021. Một tình huống đánh hai chuyền của cây chuyền 2 Phan Công Đức. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này.
đối mặt với Công Đức, phía bên kia lưới là Trần Đức Hạnh, nhưng anh đã không thể block được với pha đánh hai chuyền của Công Đức. Tỷ số bây giờ là 11-7 cho Thể Công Tân Cảng. Phan Công Đức là một chuyền hai trẻ tiềm năng của Thể Công Tân Cảng, người được xem là sự kế tục cho Xuân Thành trong những mùa giải tiếp theo. Vừa có thêm một điểm số nữa cho Thể Công Tân Cảng. Một tình huống phối hợp đánh chiến thuật không như ý của Hà Tĩnh. Một pha đập len nhưng đã không thành công. Minh Chiến chuyền bóng hơi mạnh. Pha đánh bóng của Đức Hạnh. Tám mười hai cho Hà Tĩnh. Đó là pha ghi điểm của Kitty Thát. Sau khi kết thúc cúp Hùng Vương thì Kitty Thát cũng sẽ lên đường trở về nước. Kitty Thát sẽ trở về quê nhà Thái Lan. Nếu tính cả cúp Hùng Vương thì các thành viên của Thể Công đã có khoảng 50 ngày xa nhà. Họ bắt đầu mùa giải năm 2024 này với cúp Hoa Lư Bình Điền, nơi Thể Công đã đánh bại Hà Tĩnh trong trận tranh hạng 3 với tỷ số 3-0. Sau đó thì thầy trò huấn luyện viên Thái Anh Văn di chuyển vào Hà Tĩnh để tranh tài ở giai đoạn 1 nội dung nam của giải vô địch quốc gia. Và bây giờ thì họ tiếp tục góp mặt ở cúp Hùng Vương. Trần Đức Hạnh không qua được tay chắn của Thể Công Tân Cảng. 15-8 cho Thể Công Tân Cảng. Và đó là tín hiệu xin time out của Hà Tĩnh. Lần time out đầu tiên của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Ba mươi giây hội ý chiến thuật đã trôi qua. Kitty Thát phát bóng. Thêm một điểm số nữa cho Thể Công Tân Cảng và người ghi điểm là Văn Nam. Văn Nam cũng từng là một thành viên thường xuyên góp mặt trong những đợt tập trung của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia. Điểm cho Hà Tĩnh. Pha ghi điểm của Phụ Công Duy Anh. Duy Anh là người đang thay thế cho vị trí, đang chơi thay cho vị trí của Hồ Hữu Tiến. Hồ Hữu Tiến chưa ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Hồ Hữu Tiến là phụ công thuộc biên chế của Thể Công Tân Cảng, được cho mượn tới Hà Tĩnh để thi đấu ở mùa giải này. Và có lẽ là anh sẽ không ra sân ở lần chạm trán với đội bóng cũ. Tình huống phát bóng của Vũ Hoàng. Minh Chiến. Pha đánh bóng của Văn Nam. Điểm cho Thể Công Tân Cảng 18-9.
những lần gặp nhau gần đây giữa Thể Công Tân Cảng và Hà Tĩnh đều phân định thắng thua chỉ sau 3 set đấu với chiến thắng cho Thể Công Tân Cảng. Và lúc này thì Vũ Hoàng và các đồng đội cũng đang tỏ ra áp đảo so với đối thủ phía bên kia lưới. Minh Chiến, pha đánh bóng của Sơn Huỳnh Chí. Điểm bóng 10-18 cho Hà Tĩnh. Một tình huống chuyền dài của Sơn Huỳnh Chí, của Minh Chiến cho Sơn Huỳnh Chí, và sau đó là một pha đập xuyên chắn của chủ công mang áo số 5. Phát bóng đi ra ngoài. 19-10 cho Thể Công Tân Cảng. Sau trận đấu giữa Thể Công Tân Cảng và Hà Tĩnh sẽ là trận đấu rất được chờ đợi, cặp đấu chung kết nữ của Cung Vương năm nay giữa VTV Bình Điền Long An và LP Bank Ninh Bình. Quốc Duy, Phan Công Đức đã chuyền bóng hơi xa so với vạch 3m và Quốc Duy không thể thực hiện được một pha đập bóng. Sẽ có tình huống xin challenge của ban lãnh đạo của ban huấn luyện Hà Tĩnh. Hà Tĩnh sẽ xin challenge với tình huống mà họ cho rằng Sơn Huỳnh Chí đã đánh bóng chạm tay chắn của Thể Công. Nếu chạm tay chắn thì đó sẽ là cái tay chắn của Phan Công Đức. Chúng ta sẽ cùng đợi tình huống challenge, còn bóng thì chắc chắn đã đi ra ngoài sân rồi. Nhưng có vẻ ở góc quay chậm vừa rồi thì bóng dường như là chưa chạm vào tay chắn của Phan Công Đức, cũng như là Mạnh Tài. Có chạm không? Như vậy là bóng không chạm chắn. Tình huống challenge không thành công của Hà Tĩnh. Tỷ số bây giờ là 20-10 cho Thể Công Tân Cảng. Và bây giờ thì thứ tự phát bóng đã xoay đến vị trí của Quốc Duy. Chúng ta cùng chờ đợi những quả phát bóng khó của Quốc Duy. Đập trọng. Pha đánh bóng của Sơn Huỳnh Chí. 11-20. Có lỗi chạm lưới với vận động viên chắn bóng bên phía Hà Tĩnh. Điểm 21-11 cho Thể Công Tân Cảng. Đó có vẻ như là lỗi chạm lưới với Duy Anh. Không, đó là lỗi chạm lưới của Thanh Lãm. Thanh Lãm. Kỳ Thị Thát. Pha đánh bóng của Sơn Huỳnh Chí. Một pha đánh bóng sâu về cuối sân. 12-21. Tình huống phát bóng của chủ công Sơn Huỳnh Chí. Bóng vẫn còn trong cuộc. Cơ hội cho Thể Công. Văn Công Đức. Quốc Duy. Không, đó là Văn Nam. Điểm cho Thể Công Tân Cảng. 22-12. Người phát bóng là Mạnh Tài. Hôm qua thì sau Quốc Duy, Văn Nam có thể xem là vận động viên thứ hai, thi đấu ấn tượng thứ hai của Thể Công. Lại là một pha phối hợp không tốt nữa của Hà Tĩnh. Đó đã là tình huống đánh bóng chiến thuật thứ hai không thành công của Hà Tĩnh ở trong set đấu đầu tiên này. Lỗi ở đây thuộc về cây chuyền hai Minh Chiến. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Lê Thanh Hùng đã đưa ra sự điều chỉnh.
Minh Chiến đã phải rời sân và nhường lại vị trí cho Văn Đức. Đây mới là cây truyền hai chính của Hà Tĩnh. Tỷ số bây giờ đang là 23-12 cho Thể Công Tân Cảng. Và Thanh Lãm đã giúp cho Hà Tĩnh có được điểm số thứ 13. Một tình huống đánh lao. Điểm cho Hà Tĩnh 14-23. Pha block thành công của các vận động viên áo vàng. Thành Lãm phát bóng. Pha xử lý đầy biến hóa của Quốc Duy. 24-14 set point. Set point cho Thể Công Tân Cảng. Set đấu này là của thầy trò huấn luyện viên Thái Anh Văn. Đường chuyền của Phan Công Đức vẫn chưa thực sự phù hợp với Quốc Duy. Nhưng đối chuyền số 5 vẫn biết cách xử lý để mang về điểm số cho đội nhà. 10 set point cho Thể Công Tân Cảng. Đánh bóng quá thiếu chính xác. Nhưng bóng có lẽ là đã chạm tay chắn của Thể Công Tân Cảng. Đúng là như vậy. Bóng đã chạm vào tay chắn của Quốc Duy. Sau pha đánh bóng của Đinh Văn Phương, 15-24. Quốc Duy đã bị block. Người đã block Quốc Duy đó là Duy Anh. Và đó là pha ghi điểm của Vũ Hoàng. 25-16 và như vậy là Thể Công Tân Cảng là đội giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-16. Một set đấu mà Thể Công Tân Cảng đã thể hiện ưu thế áp đảo trước Hà Tĩnh. Thầy trò huấn luyện viên Thái Anh Văn dẫn tới 10 điểm trước khi kết thúc set đấu này với tỷ số 25-16. Thể Công Tân Cảng tạm dẫn 1-0 trong trận đấu tranh hạng 3 của Quốc Hùng Vương năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu tranh hạng 3 nam của giải bóng chuyền Quốc Vương năm 2024. Cặp đấu giữa Thể Công Tân Cảng và Hà Tĩnh.
Và lúc này thì trận đấu giữa Thể Công Tân Cảng và Hà Tĩnh chuẩn bị bước sang set đấu thứ hai. Và set đấu đầu tiên thì Thể Công Tân Cảng đã có được phần thắng với tỷ số cách biệt 25-16. Pha ghi điểm của đội trưởng Trần Đức Hạnh. Bên phía Hà Tĩnh 1-0. Năm 2021, lần đầu tiên mà Hà Tĩnh tham dự Cúp Hùng Vương thì họ đã để thua Thể Công 0-3 trong trận đấu tranh huy chương đồng. Pha đánh bóng của Vũ Hoàng. Bóng đã chạm vào tay chắn của Hà Tĩnh. Bóng đã chạm vào tay của Sơn Huỳnh Chí. Điểm cho Thể Công Tân Cảng 1-1. Hai một cho Hà Tĩnh. Người ghi điểm là đối chuyền Đinh Văn Phương. Một tình huống đánh nhanh trước chồng trước. Quốc Duy đã mang về thêm một điểm số nữa cho Thể Công Tân Cảng 2-2. Cầm bóng của Quốc Duy là quá tốt và đó là một pha đánh giãn biên của cây đối chuyền mang số 5. Pha đánh bóng của Văn Nam. Cơ hội cho Thể Công Tân Cảng, Phan Công Đức. Điểm cho Thể Công Tân Cảng nhưng có lẽ là Hà Tĩnh sẽ xin challenge. Hà Tĩnh sẽ challenge với lỗi bóng chạm tay. Như vậy là pha challenge đã xác định là Hà Tĩnh đánh bóng chạm vào tay chắn của Thể Công Tân Cảng. Điểm bóng bây giờ là 3-2. Mạnh Tài gỡ hòa 3-3. Hôm qua thì trong trận đấu bán kết với Biên Phòng, Mạnh Tài đã có một tình huống đánh bóng đi ra ngoài vô cùng đáng tiếc ở vị trí số 3. Nếu Mạnh Tài đánh bóng trong sân thì khi đó Thể Công Tân Cảng sẽ tạm thời vươn lên dẫn Biên Phòng 25-24. Phát bóng đi ra ngoài. 4-3 cho Hà Tĩnh. Sơn Huỳnh Chí phát bóng. Huỳnh Chí cũng phát bóng đi ra ngoài. Điểm bóng 4-4. Văn Nam phát bóng. Không được. Rất đáng tiếc. Các vận động viên hàng sau của Thể Công Tân Cảng đã bị bất ngờ. Và đánh bóng của Đinh Văn Phương. Điểm bóng 5-4 cho Hà Tĩnh. Pha đánh bóng của Trần Đức Hạnh không thể cứu kịp. Sáu bốn cho Hà Tĩnh.
Kitty Thad không có được trạng thái sức khỏe tốt. Và những pha đánh bóng của chủ công người Thái Lan cũng không thực sự có lực. Bóng đi ra ngoài. Điểm cho Hà Tĩnh 7-4. Sẽ có tình huống xin challenge của luyện viên Thái Anh Văn. Thể công Tân Cảng challenge với lỗi bóng chạm tay. Rất rõ ràng bóng đã chạm vào tay của Văn Đức. Đây sẽ là một lần challenge thành công cho thể công Tân Cảng. Ở góc quay chậm vừa rồi chúng ta có thể thấy bóng đã chạm vào tay chắn của Văn Đức. Năm 2024 này là năm đầu tiên mà Cúp Hùng Vương sử dụng công nghệ video challenge. Thầy công Tân Cảng đã challenge thành công. Và tỷ số bây giờ là 5-6. Mạnh Tài phát bóng. Đinh Văn Phương. Bóng vẫn còn trong sân. Văn Đức. Và đánh bóng của Đức Hạnh nhưng đã không qua được tay chắn của Kitty Thad. 6 đều cho thể công Tân Cảng. Kitty Thad đã theo chắn rất sát với Đức Hạnh. Và đã có một pha block có điểm cho chủ công mang áo số 10 của thể công Tân Cảng. Tỷ số được cân bằng 6 đều. Tình huống phát bóng của Văn Đức. Pha đánh bóng của Kitty Thad. 7 đều. Trong khi Kitty Thad vẫn đang cùng với thể công tham dự Cúp Hùng Vương, anh sẽ trở về Thái Lan vào ngày 15 tháng 4. Thì Asan Afan, ngoại binh của Hà Tĩnh đã trở về nước ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia. 8-7 cho thể công Tân Cảng. Những điểm số liên tiếp cho các học trò luyện viên Thái Anh Văn và vẫn là Kitty Thad với pha block từ pha đánh bóng của Đức Hạnh. 9-7 cho thể công Tân Cảng. Có lẽ là Hà Tĩnh sẽ xin tham ao. Họ đang liên tiếp để mất điểm. Như vậy là Trần Đức Hạnh đã rời sân và người vào sân đó là Trần Anh Thiện. Một sự thay đổi ở vị trí chủ công của huấn luyện viên Lê Thanh Hùng. Phát bóng ra ngoài. Điểm bóng 8-9. Anh Thiện phát bóng. Điểm cho Hà Tĩnh. Pha đánh bóng đi ra ngoài của thể công Tân Cảng 9 đều. Tình huống đánh nhanh trước chồng trước của thể công Tân Cảng. Bắt bóng 1-0 tốt. 11-9 cho thể công Tân Cảng.
Và xử lý của Đinh Văn Phường. Kitty Thát. Thêm một điểm nữa cho thể công Tân Cảng. Libero Lê Minh Đắc đã bị hụt bước trong tình huống vừa rồi. Mười hai chín cho thể công Tân Cảng. Mười ba chín cho thể công Tân Cảng. Hà Tĩnh đã xin tham ảo. Chúng ta vừa xem lại tình huống đánh y của Văn Nam. Kitty Thát phát bóng. Bước 1 của Hà Tĩnh đang có vấn đề. Điểm cho Hà Tĩnh 10-13. Người vừa ghi điểm là Sơn Huỳnh Trí. Văn Nam đánh bóng không qua lưới. 11-13 cho Hà Tĩnh. Có lẽ là huấn luyện viên Thái Anh Văn chưa hài lòng với cây chuyền hài. Tuy nhiên thì thể công Tân Cảng không có nhiều lựa chọn khi mà Xuân Thanh không có được thể trạng tốt nhất. Lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Thái Anh Văn dù đăng ký hai chuyền hài nhưng họ chỉ có thể sử dụng duy nhất một mình Công Đức mà thôi. Pha đánh bóng của Vũ Hoàng nhưng bóng đi ra ngoài. Và thể công Tân Cảng đã cắt mạch lên điểm của Hà Tĩnh. 14-12. Hai ghi điểm của Văn Nam, đội trưởng của thể công Tân Cảng. Mười ba mười bốn cho Hà Tĩnh. Lượt phát bóng đã xoay đến vị trí của Đinh Văn Phương. Pha đánh bóng của Quốc Duy. 15-13 cho thể công Tân Cảng. Bóng đã chạm vào tay chắn của Sơn Huỳnh Trí trước khi đi ra ngoài.
Sơn Minh Chí phát bóng. Quốc Duy. Điểm cho Thể Công Tân Cảng 16-14. Sau khi kết thúc cụm vương thì đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia sẽ lên danh sách tập trung. Và nhiều khả năng thì Quốc Duy sẽ là một trong những cái tên có mặt trong danh sách này. Điểm cho Hà Tĩnh 15-16. Và ghi điểm của Thanh Lãm. Đánh bóng của Kitty Thát 17-15 cho Thể Công Tân Cảng. Đây là mùa giải thứ hai mà Kitty Thát Nuade chơi bóng cho Thể Công Tân Cảng. Bước 1 của Hà Tĩnh đã trở nên hỏng rất nhiều sau khi Cao Đức Hoàng rời đội bóng này và chuyển tới khoác áo Thể Công Tân Cảng. Kitty Thát Quốc Duy 18-15 cho Thể Công Tân Cảng. Và bật nhảy từ sau vạch 3m của Quốc Duy. Điểm cho Hà Tĩnh 16-18. Một màn so tài giữa hai cây đối chuyền của Thể Công Tân Cảng, Quốc Duy và Đinh Văn Phương bên phía Hà Tĩnh. Quốc Duy. Gần như không có vận động viên nào của Hà Tĩnh phòng thủ hàng sau trong tình huống đánh bóng vừa rồi của Nguyễn Văn Quốc Duy. 19-16. Sơn Minh Chí đã không thể phản xạ kịp. Một điểm số nữa cho Thể Công Tân Cảng và đó là một pha block thành công. 20-16 cho Thể Công Tân Cảng. Và đánh bóng của Duy Anh. Bước 1 của Hà Tĩnh không tốt trong trận đấu ngày hôm nay. 21-16 cho Thể Công Tân Cảng. Và Hà Tĩnh xin tham ao. Là tham ao thứ hai của Hà Tĩnh ở trong set đấu này. Rất đông các khán giả đã có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Và theo những chia sẻ từ ban tổ chức thì toàn bộ vé bán ra trong 2 ngày cuối của giải, ngày hôm nay và ngày mai, đều đã được bán hết từ cách đây tới 3 hôm. Với 7-21 điểm cho Hà Tĩnh. Và đánh bóng của Đinh Văn Phương. Người đã phòng thủ hàng sau không thành công là Văn Nam.
Anh Thiện phát bóng. Anh Thiện là người được tung vào sân để thay cho Trần Đức Hạnh. Văn Đức. Bóng vẫn còn. Và đánh bóng của Sơn Huỳnh Trí, và lần này thì bóng đã mang về điểm số cho Hà Tĩnh 18-21. Bóng chạm vào tay chắn và đi ra ngoài. Người đã chắn bóng đó là Hà Mạnh Hùng. Điểm cho Thể Công Tân Cảng 22-18. Đánh hai chuyền của cây chuyền hai Văn Đức 19-22 cho Hà Tĩnh. Văn Nam 23, 19 điểm cho Thể Công Tân Cảng. Đánh giãn biên của Văn Nam. Đinh Văn Phương 20-23 điểm cho Hà Tĩnh. Và đánh biên thủ của Đinh Văn Phương. Quốc Duy 24-20 set point. Set point cho Thể Công Tân Cảng. Khi mà Tĩnh liên tiếp lên điểm thì Quốc Duy lại là người khiến cho các thành viên của đội bóng áo vàng phải nản lòng. Thể Công Tân Cảng đã mượn Quốc Duy và đổi ngược lại thì họ cũng cho Trà Vinh mượn libero Vũ Văn Cao để thi đấu ở giải hạng A năm nay. Hai cái điểm của Phú Công Thanh Lãm 21-24. Phan Công Đức. Quốc Duy. Người đã phòng thủ hàng sau là Sơn Huỳnh Trí. Nhưng Đinh Văn Phương lại đánh bóng đi ra ngoài. Pha đánh bóng khá ẩu của Đinh Văn Phương. 25-21 điểm số cho Thể Công Tân Cảng, và như vậy là Thể Công Tân Cảng tiếp tục giành chiến thắng ở set đấu thứ hai với tỷ số là 25-21. Thể Công Tân Cảng tạm dẫn Hà Tĩnh 2-0 ở trong trận đấu tranh hạng 3 của Cúp Hùng Vương năm 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu tranh hạng ba nam của giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương. Đây là chủ công Trần Thị Thảo, phu nhân của trợ lý huấn luyện viên Hoàng Văn Phương, trợ lý huấn luyện viên của thể công. Một không cho thể công Tân Cảng. Thể công Tân Cảng là đội bóng đã giành chiến thắng ở set 1 và set đấu thứ 2. Thêm một set thắng nữa thì thầy trò huấn luyện viên Thái Anh Văn sẽ có được tấm huy chương đồng tại Quốc Hùng Vương năm nay. Năm ngoái thì thể công cũng giành huy chương đồng. Và năm 2021 thì họ cũng có được thành tích tương tự sau khi đánh bại chính Hà Tĩnh ở trận đấu tranh hạng 3. Điểm cho Hà Tĩnh, pha đánh bóng đi ra ngoài của chủ công Văn Nam. Tình huống phát bóng của anh Thiện, người được tung vào sân để thay thế cho đội trưởng Trần Đức Hạnh. Phát bóng quá thiếu chính xác và điểm cho thể công Tân Cảng, 2-1. Pha ghi điểm của Hà Tĩnh, người ghi điểm là phụ công Duy Anh. Đây là đội trưởng Hà Tĩnh Trần Đức Hạnh, người đang ngồi bên ngoài chơi thay cho vị trí của Đức Hạnh, đó là anh Thiện. Còn Duy Anh, phụ công mang áo số 19 vừa ghi điểm cho Hà Tĩnh, là người chơi thay cho Hồ Hữu Tiến, phụ công được Hà Tĩnh mượn về từ thể công Tân Cảng ở mùa giải năm nay. Điểm cho Hà Tĩnh, pha ghi điểm của Đinh Văn Phượng. Ở set đấu thứ 3 thì huấn luyện viên Thái Anh Văn đang tung Hà Mạnh Hùng chơi thay cho Kittithat Nuade. Đinh Văn Phương, bóng vẫn còn. Điểm cho thể công Tân Cảng, 3-3. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống không hiểu ý nhau này của Hà Tĩnh. Văn Đức đã có một pha xử lý bóng lỗi. Pha đánh bóng của Đinh Văn Phương, bóng trong sân và điểm cho Hà Tĩnh 4-3. Đinh Văn Phương phát bóng. Và đó là quả cảm ơn của Sơn Huỳnh Trí. Và phát bóng rất mạnh của Đinh Văn Phương. Bước 1 của thể công Tân Cảng đã khiến bóng nảy sang bên phần sân của Hà Tĩnh. Và Sơn Huỳnh Trí là người đã chấp cơ hội thành công. Điểm 5-3 cho Hà Tĩnh. Phan Công Đức, pha đánh bóng của Hà Mạnh Hùng, điểm cho thể công Tân Cảng, 4-5. Một
một tình huống đánh bóng từ hàng sau của Hà Mạnh Hùng. Ở những tình huống phát bóng của các vận động viên bên phía Hà Tĩnh thì chúng ta thấy họ thường xuyên phát bóng tới vị trí của Hà Mạnh Hùng. Văn Nam sẽ là người phát bóng tiếp theo. Đập trong và ghi điểm của Sơn Huỳnh Trí, điểm cho Hà Tĩnh 6-4. Và xử lý của Quốc Duy quá hay. Một tình huống bỏ nhỏ vào lỗ đồng xu của Quốc Duy. Chúng ta sẽ xem lại pha bóng này. Tỷ số bây giờ là 5-6 cho Thể Công Tân Cảng. Đinh Văn Phương không qua được tay chắn của Vũ Hoàng. Và block có điểm của phụ công Vũ Hoàng bằng áo số 11. Vũ Hoàng cũng từng là một phụ công được gọi lên tập trung trên đội tuyển quốc gia và nhiều lần tham dự SEA Games. Pha đánh bóng của anh Thiện, điểm cho Hà Tĩnh 7-6. Bảy đều. Muốn đập chồng và người ghi điểm đó là Hà Mạnh Hùng. Phan Công Đức phát bóng. Anh Thiện. Và đánh bóng của Quốc Duy, bóng đi ra ngoài. 8-7 cho Hà Tĩnh. Quốc Duy sẽ là ứng cử viên rất nặng ký cho danh hiệu vận động viên tấn công xuất sắc nhất của Quốc Hùng Vương năm nay. Anh đang là tay ghi điểm số 1 của Thể Công Tân Cảng. Phát bóng của Hà Mạnh Hùng không qua được tay chắn của Thể Công Tân Cảng. 9-8 cho Thể Công Tân Cảng. Đó là pha đánh bóng của phụ công Duy Anh. Một tình huống mà Văn Nam và Vũ Hoàng đều đã nhảy chắn.
Trọng tài đã bắt lỗi với các vận động viên thể công Tân Cảng. Đó có vẻ như là lỗi hai chạm. Anh Thiện phát bóng. Phát bóng đi ra ngoài. 10 đều cho thể công Tân Cảng. Sơn Minh Trí. Phan Công Đức. Điểm cho thể công Tân Cảng đó là pha ghi điểm của phụ công Thanh Tùng. Quốc Duy phát bóng. Mười hai mười một cho thể công Tân Cảng. Đinh Văn Phương không thể có được tình huống phòng thủ hàng sau thành công của Cao Đức Hoàng. 12 đều cho Hà Tĩnh. Và bỏ nhỏ thành công của Văn Nam. 13-12 cho thể công Tân Cảng. Văn Phương đánh bóng đi ra ngoài nhưng có lẽ là bóng đã chạm chắn. Trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay chắn của thể công Tân Cảng. Bóng đã chạm vào tay chắn của Mạnh Tài. 13 đều. Tiếp tục là một pha ghi điểm nữa của Quốc Duy, 14-13. Tình huống đánh hai chuyền của Văn Đức. Và khi Văn Đức đánh hai chuyền không thành công thì thể công Tân Cảng đã nới rộng cách biệt lên 15-13. Và đánh bóng của Kitty Thát.
điểm cho Hà Tĩnh. 14-15, người ghi điểm đó là Anh Thiện. Trần Anh Thiện là chủ công sinh năm 2003. Quốc Duy. Vũ Hoàng mang về điểm số thứ 16 cho Thể Công Tân Cảng. Thể Công vẫn đang áp đảo so với Hà Tĩnh. Những lần gặp nhau gần đây giữa hai đội bóng này đều có tỷ số là 3-0 nghiêng về Thể Công Tân Cảng. Tại Cúp Hà Lư đầu năm này thì Thể Công Tân Cảng đã đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số là 3-0 ở trận đấu tranh hạng 3 của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền diễn ra ở Ninh Bình. Pha phối hợp không tốt giữa Văn Đức và Duy Anh. Văn Đức đã chuyển bóng không đúng vào vị trí di chuyển của Duy Anh. Hà Tĩnh đã phải xin tham ảo. Cho Hà Tĩnh. Thát phát bóng. Từ bóng phát bóng đi ra ngoài của chủ công Thái Lan. Khi Thị Thát không thể hiện được nhiều tại khu Hùng Vương năm nay, khi anh không có được trạng thái sức khỏe tốt nhất. Tuy nhiên so với Hà Mạnh Hùng thì Thị Thát có khả năng phòng thủ và chuyền một tốt hơn, nên anh vẫn được huấn luyện viên Thái Anh Văn sử dụng ở trên sân. Tình huống phát bóng hỏng của Hà Tĩnh và thêm một điểm số nữa cho Thể Công Tân Cảng. 19-16 và phát bóng hỏng của Anh Thiện. Pha block thành công của Thể Công Tân Cảng. 20-16. Người đã chặn bóng là Quốc Duy. Cho Thể Công Tân Cảng và chúng ta cùng xem lại một đường chuyền sau đầu của Phan Công Đức và sau đó là một pha đánh bóng xuyên chắn ở biên hai của Nguyễn Văn Quốc Duy.
Phát bóng ăn điểm ngay 23-17 cho Thể Công Tân Cảng. Hà Tĩnh xin tham ao, nhưng có lẽ là cơ hội lội ngược dòng dành cho thầy trò huấn luyện viên Lê Thanh Hùng là không cao. Những gì mà Hà Tĩnh đang thể hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay không cho thấy dấu hiệu họ có thể lội ngược dòng trước Thể Công Tân Cảng. Không được. Một pha không hiểu ý nhau giữa libero Cao Đức Hoàng và Phan Công Đức. 18-23. Cả hai cùng muốn ham bóng và đều muốn chuyền hai. Hàng sau của Hà Tĩnh với Đinh Văn Phường gần như đã đứng chôn chân. 24-18 match point cho Thể Công Tân Cảng. Cũng giống như set đầu thứ hai thì Đinh Văn Phương đã có một tình huống đánh bóng hỏng, bóng đi ra ngoài. Và như vậy là Thể Công Tân Cảng đã lần thứ hai trong năm nay họ đã đánh bại Hà Tĩnh chỉ sau 3 set đấu. Thể Công Tân Cảng là đội bóng xếp thứ 3 ở giải Nam của Cúp Hùng Vương năm 2024 sau khi đánh bại Hà Tĩnh sau 3 set đấu với các tỷ số lần lượt là 25-16, 25-21 và 25-18. Xin chúc mừng Thể Công Tân Cảng. Như vậy là 3 năm gần đây tham dự Cúp Hùng Vương ở các mùa giải 2021, 2023 và 2024 thì Thể Công Tân Cảng đều đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Trong khi đó thì Hà Tĩnh là đội sẽ xếp ở vị trí thứ 4. Và sau trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của các thành viên